Loại sóng cáp KF-MC02 có thiết kế lắp đặt âm tủ, mặt trước sử dụng chất liệu inox chống dính vân tay, dễ dàng lắp đặt và tiết kiệm không gian bếp. Cáp KF-MC02 được trang bị 5 mức vi sóng, chức năng nướng và 10 chương trình nấu tự động giúp người dùng dễ dàng chế biến các loại thực phẩm khác nhau. KF-MC02 được trang bị cửa kính hai lớp cách nhiệt, ngăn sóng từ, đảm bảo an toàn cho người dùng. Bảng điều khiển dạng phím cơ cùng màn hình LED hiển thị mức công suất vi sóng, thời gian và chức năng giúp người dùng dễ dàng thao tác và sử dụng. Trong video này hãy cùng kinhhom.vn tìm hiểu chi tiết về chiếc lò vi sóng cáp KF-MC02 nhé. Lò vi sóng cáp KF-MC02 có dung tích lò là 25 lít, công suất vi sóng tối đa là 900W, công suất nướng 1100W, công suất nướng đối lưu là 2500W, sử dụng điện áp 220-240V với tần số từ 50-60Hz, tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng ở mức A++ theo tiêu chuẩn châu Âu. Kích thước sản phẩm: chiều cao 390mm, chiều rộng 590mm và chiều sâu là 400mm. Kích thước lắp đặt âm tủ: chiều cao 382mm, chiều rộng 560mm và chiều sâu là 500mm. KF-MC02 sử dụng bảng điều khiển dạng phím cứng cùng màn hình hiển thị LED dễ dàng thao tác. Bảng điều khiển gồm phím chức năng vi sóng, nướng, nướng kết hợp vi sóng, phím chức năng rã đông, nấm xoay tăng giảm, phím cài đặt thời gian, phím tạm dừng, hủy, phím bắt đầu và phím mở cửa. Lò vi sóng cáp KF-MC02 được trang bị cực kính hai lớp cách nhiệt, ngăn sóng từ, đảm bảo an toàn cho người dùng. Phụ kiện đi kèm theo lò gồm một vòng xoay, một đĩa xoay thủy tinh đường kính 31,5cm và một vỉ nướng. Hướng dẫn sử dụng lò vi sóng: để chọn chương trình nấu tự động, ở màn hình bình thường, tiến hành xoay nấm xoay tăng giảm để chọn chương trình từ A1 đến A10, tiếp tục nhấn phím bắt đầu để xác nhận chương trình, sau đó xoay nấm xoay để cài đặt khối lượng cho thực phẩm, cuối cùng nhấn phím bắt đầu để lò khởi chạy. Để sử dụng tùy chỉnh các mức công suất vi sóng, nhấn phím biểu tượng vi sóng nướng kết hợp một lần để chọn chức năng, bằng nấm xoay để chọn mức công suất phù hợp, nhấn phím bắt đầu để xác nhận. Để sử dụng chương trình rã đông, nhấn phím rã đông một lần để chọn chương trình rã đông theo trọng lượng, nhấn lần 2 để chọn chương trình rã đông theo thời gian, bạn nấm xoay để điều chỉnh trọng lượng hoặc thời gian mong muốn. Để sử dụng chức năng nấu nhanh, ở chế độ chờ, nhấn phím bắt đầu một lần hoặc nhiều lần để tăng thời gian nấu, một lần tăng là 30 giây, lò sẽ hoạt động 100% công suất. Để tạm dừng chương trình nấu, nhấn phím tạm dừng một lần khi lò đang hoạt động. Để chọn lại chương trình khác khi đang sử dụng, nhấn phím tạm dừng 2 lần, sau đó nhấn chọn lại chương trình khác. Các lưu ý khi sử dụng sản phẩm: vệ sinh thiết bị trước khi sử dụng lần đầu, đảm bảo không có bao bì hoặc các đồ vật khác còn sót lại trong ngăn nấu. Làm sạch các bề mặt nhẵn trong ngăn nấu bằng vải mềm thấm nước ấm. Để khử mùi thiết bị mới, hãy lau khoang nấu bằng nước xà phòng dịu nhẹ. Không nên sử dụng thiết bị mà không gắn bàn xoay cho lò. Chỉ sử dụng những dụng cụ nấu ăn có thể đặt vào trong lò như đồ thủy tinh, gốm, sứ, nhựa chịu nhiệt. Lưu ý nên tránh hoặc hạn chế đặt các đồ vật giao thì là bằng kim loại vào khoang lò, bởi nếu kim loại chạm vào thành của khoang lò có thể tạo nên tia lửa, gây cháy nổ hoặc hỏng hóc thiết bị. Không sử dụng dụng cụ nấu ăn là bằng kim loại, bởi vì sóng không đi qua kim loại, thức ăn hầu như không nóng lên. Vừa rồi là các thông tin tổng quan về sản phẩm lò vi sóng âm tủ cáp KF-MC02 được phân phối chính hãng tại kinhhom.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn tổng thể hơn về chiếc lò vi sóng cáp KF-MC02. Hãy nhấn nút like và đăng ký theo dõi kinhhom.vn để xem thêm những video tiếp theo nhé.